Ghế massage trị liệu có thực sự hiểu được cơ thể và tốt như lời đồn? Hãy cùng Huyền Anh tìm hiểu. Không chỉ có tác dụng thư giãn, chữa lành các mệt mỏi cơ bắp, ghế massage trị liệu phải được thiết kế dựa trên các nguyên lý y học và vật lý trị liệu, giúp hỗ trợ điều trị và cải thiện sức khỏe của người dùng, phục hồi từ sâu bên trong. Tại showroom của Masque Home thì có rất nhiều loại ghế massage trị liệu sản xuất tại Nhật Bản và có chứng nhận ghế vật lý trị liệu của Bộ Y tế và An sinh xã hội Nhật. Hôm nay hãy cùng Huyền Anh tìm hiểu chiếc ghế massage Koyo, tinh hoa của nghệ thuật massage Shiatsu, biểu tượng của mùa thu Nhật Bản. Koyo, ghế massage của Nhật, làm tại Nhật, giúp trị liệu cơ thể từ sâu bên trong, mang lại trải nghiệm thực sự thư giãn về cơ thể và tâm hồn. Koyo được trang bị công nghệ AI tiên tiến, con lăn gắn cảm biến quang học quét cơ thể tự động, định vị huyệt đạo, phát hiện chính xác các điểm đau cứng cơ cần trị liệu, sau đó tùy biến các bài massage được cá nhân hóa phù hợp với thể trạng người dùng. Điều này là khác biệt hoàn toàn so với các ghế massage thông thường trên thị trường. Cảm giác khác biệt trong từng chuyển động nhờ hệ thống con lăn 4D mô phỏng chính xác các động tác của chuyên viên massage trị liệu chuyên nghiệp, tập trung vào khả năng trị liệu chuyên sâu. Các bài massage trị liệu được thiết kế phù hợp với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, sảng khoái vào buổi sáng và dễ dàng chìm vào giấc ngủ vào buổi tối. Hệ thống các bài massage kéo giãn hỗ trợ sản sinh dịch nhầy, bôi trơn các khớp, tăng cường khả năng vận động hay chương trình Shiatsu, một trong những bài massage toàn diện nhất, hỗ trợ điều trị hiệu quả các chứng bệnh như xương khớp, mất ngủ, đau lưng, đau cổ, đau thần kinh tọa. Thực sự chỉ sau một liệu trình 15 phút thôi, Huyền Anh đã cảm nhận rõ sự khác biệt. Cơ thể Huyền Anh không còn đau lưng, đau cổ, vai gáy nữa, cả người như được nạp năng lượng. Thiết kế với hai màu trung tính, đơn giản, lấy cảm hứng từ mùa thu Nhật Bản, với các chi tiết được gia công thủ công tỉ mỉ, tinh xảo và gần như hoàn hảo, phù hợp với mọi tông màu nội thất. Ngả lưng xuống và cảm nhận sự khác biệt, ghế massage Koyo 303TS, sự lựa chọn hoàn hảo cho sức khỏe và cuộc sống của bạn.